Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021. Bên Phạm Thức Audio xin phép được test và phối ghép cho anh Quang ở thành phố Thái Bình. Anh đã đặt cọc cho bên em là 2,5 triệu. Anh chạy container và anh sẽ trên đường qua thì anh sẽ nhận hàng luôn. Nên bên em sẽ không ghi số điện thoại. Đây là một bộ âm thanh gồm có đôi loa Tiener i7 và chiếc âm ly 7800 đôi mà rất nhiều anh em đang sử dụng và phối kết hợp nó với nhau. Trước tiên em xin phép được test một đoạn nhạc thật bốc đã. Và cùng kết hợp đó là một chiếc vang neck để anh dùng kết nối Bluetooth và mấy nữa sẽ cắm mic vào hát được bình thường. Hiện tại bây giờ em đang đánh Bluetooth từ điện thoại ra trực tiếp. Dòng này thì tép điện của nó thì phải nói nó đánh tiếng tép thì leng keng rồi. Rất tốt. Chung này là chung carbon nên là lời của nó rất chi là lớn. Bass thì dòng này là bass gân lụa, gân của nó là gân xốp, màng của nó là màng giấy. Khi sản phẩm bên em bán ra luôn luôn có tem dán và sẽ thâu lại hàng cho khách nếu khách có nhu cầu muốn nâng cấp hoặc là không dùng nữa vì điều kiện kinh tế gì đó thì bên em đều có thể thu lại với điều kiện tem tiếc còn nguyên bản. Ok. Đây, quay sơ qua góc cạnh thùng loa. Đấy, tiếng mic phải nói là bắt karaoke rất tốt. Đây. Nhiều anh em cứ bảo là dòng này không karaoke được chứ dòng này karaoke rất tốt, phải nói là rất tốt luôn. Vấn đề là mình phải biết sử dụng chứ không phải là sử dụng à uông như mấy cái dòng loa full được. Và đây là chiếc vang neck FX9 hàng loại 1, bảo hành 1 năm. Đã dán tem là được bảo hành. Cứ hàng của bên em, đây em đã hướng dẫn sẵn rồi nhá. Nút này là nút chống hú này, ấn vào thì nó chống hú này. Những cái nút này bên trong là em đã chỉnh sẵn cho anh rồi. Về anh cứ thế, anh chỉ cần đây là nút to nhỏ của nhạc này. Là anh cắm to nhỏ của nhạc này. Đấy. To nhỏ của mic đây. Và đây là to nhỏ của echo đây, chữ vàng đây, em ghi rõ. Và mình ấn vào cái nút này, nút ngoài cùng có chữ input này để thay đổi đường tín hiệu, ví dụ như cắm quang thì cắm oponical đằng sau thì ấn sang đây để oponical nó kêu. Hoặc là AUX, AUX1, AUX2 và USB là cắm vô đây nó chạy, và Bluetooth thì đây, như đang kết nối Bluetooth với con điện thoại này chẳng hạn. Thì bật vào Bluetooth xong sau đó mình vào Bluetooth. Mình vào Bluetooth trong điện thoại này. Thì nó sẽ hiện lên chữ FX9. Thì đây như con này đã kết nối này. Đấy. Thì khi đã kết nối như này rồi, nó đã kết nối một lần rồi thì lần sau nó tự động kết nối. Bật phát này. Thì là đấy. Khi nó có tín hiệu nhạc thì cái đèn này nó sẽ nháy theo đường tín hiệu đây. Đấy, khi có tín hiệu nhạc nó sẽ nháy như này anh em nhá. Vang này rất rẻ thôi, có 1,2 triệu một chiếc mà được bảo hành 1 năm. Nếu như lỗi của nhà sản xuất, bên em sẽ đổi một trong trường hợp anh em là để cho em nó sạch sẽ hộ em, đừng xước sát gì. Nếu xước sát thì anh em thông cảm không đổi được. Còn nếu như nó vẫn còn đẹp như em đưa cho các bác, không bị xước sát, không bị cong vênh gì, nếu bị lỗi bên em sẽ đổi cho các bác luôn. Đấy. Con 7800 bằng đôi đây. Quay sát cảnh cho anh ấy xem. Anh qua xem hộ em nhá. Tí nữa em sẽ đóng gói sẵn. Hôm lúc nào anh chạy công qua thì em sẽ mang ra và ship tận nơi cho bác ở cây xăng trước cổng cung văn hóa thể thao tỉnh Nam Định, cách Bixi khoảng chừng tầm 1 cây số.
Đây là mic Tomaha 350 một chiếc, chỉ có 350.000 một chiếc thôi. Úi giời, quên không ấn chống hú. Alin 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, hiện tại giờ em đang ngồi cách loa có khoảng chừng tầm 1 mét thôi. Lúc vừa rồi là em quên không bấm chống hú. Bộ này nghe nhạc và hát karaoke rất tốt. Ok, video test cho bác đến đây rồi nhá. Các cái cần gạt này, các cái cần gạt của âm ly thì bác để như này cho em nhá, đúng như này cho em nhá. Đấy, đúng như này. Đấy, trong trường hợp đây này các bác nhìn này, đây em gạt lên, em gạt nhẹ này, thì một bên nó không lên đèn này, không đóng này, thì anh em mình gạt đi gạt lại nhiều vào và gạt mạnh tay vào. Bởi vì thực sự ra là đây là hàng bãi. Hàng bãi là hàng như nào? Hàng để mấy chục năm rồi, từ năm 1976 đến bây giờ mới dùng lại, thì là cái sản phẩm nó chưa được trơn tru cho lắm. Đấy, thì là nó không trơn tru, có nghĩa là không trơn tru là trong trường hợp là những cái đường tiếp xúc của những cái cổng bênh này nó chưa được chuẩn cho lắm, thì anh em phải khử động, nó phải mạnh vào, mạnh tay vào như này. Đấy, thì đấy, ok. Nhưng một khi nó đã ok rồi thì nó rất ok. Em đã tra dầu mỡ vào bên trong máy, ok hết, nên là anh em cứ dùng một thời gian thì nó up, nó sẽ tự động là nó sẽ trơn tru lại. Đấy. Và cắm cổng Aurex của tuner thì mình xoay ở đây. Đây là ba chép này. Rồi, cảm ơn anh em, quý vị và các bạn đã tin tưởng ủng hộ Phạm Thức Audio.